Đây, hàn công chân này. Có dựng nốt cái cửa ấy không anh? Nốt cửa cho trước thang máy này không? Dựng nốt đi. Team tổng có rồi, bây giờ chuyển đợt 10 cái này 10 phân sang bên kia thôi. Chuyển đợt rồi à? Chuyển đợt chưa? Này kiểm kỹ lại. Cả có ban cửa đại hội mặt tiền. Mày bắt đầu vớ vẩn rồi đấy. Anh chỉ cho rồi cứ thế mà xây. Đấy, chân cửa bệ đấy. Quật đây.